Hành trình của cha chỉ mới vừa bắt đầu. Ngày mà con được sinh ra, ngày mà mưa rơi lộp đợp trên nóc nhà, cha nhìn con mỉm cười giây phút ấy trong vòng tay mẹ như thể được ấp nôi. Lúc đó cha hiểu ra một điều là trách nhiệm hạnh phúc như thể cực gấp đôi. Cha cũng có nỗi niềm riêng, gặp bạn bè giờ chẳng còn thường xuyên. Sáng đi làm bảo vệ, tối làm xưởng in áo để in cho con những bình yên và in cho con những giấc mơ đầu đời. Tô thêm mây và nắng mai, dù ngày mai có thất bại nhưng mà chẳng bao giờ chắc chắn tay, vì cha đã có một thằng con như con bằng học sinh giỏi tiểu học chỉ đi khoe cấp sớm, năm cấp 2 rồi năm cấp 3 với những chuyện công vụ trong căn nhà cấp 4, lên đại học chạy ngang chạy dọc nhưng mà cha vẫn không ngừng cấp vốn. Cảm ơn vì những lần mắng với những lời nhắn và gửi để con phiêu lưu khắp chốn. Cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối, điều lo trong dấu khi đã mãi quên đam mê đời mình, để con nó ấm cha chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió lời cha dẫn bước mở rộng tim. Tôi đã từng ghét cha của mình, không như bao người khác. Ông giành lấy tất cả sự chăm chỉ, trả lại tôi sự lười nhác. Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học, còn ông giả vờ khỏe để dậy sớm đi làm. Chấp nhận sống cúi đầu và khom lưng để thằng con có những ngày thật huy hoàng. Và đã bao lâu rồi chưa được ngồi xuống, đã bao lâu rồi chưa về nhà ăn mâm cơm. Có một điều hiện tại con không muốn, đó là kim đồng hồ này đang xoay nhanh hơn thời gian, luôn là bánh xe tàn nhẫn. Cha đang chạy những cái nắng chưa vàng sậm, ký ức ù về như một bức tranh toàn cảnh. Gửi một lời cảm ơn tới phía bên kia màn ảnh, hơn cả mây ngàn sắt thép đằng núi cao Sài Gòn quận 8 che đi những cơn bão. Tuy là không sống cùng thời nhưng mà sẽ mãi là ánh sao của riêng một vùng trời. Không thể lưu dùng lời, và hôm nay con lại viết thêm bài hát dành cho đứa con của con. Sau này dù ngày mai cuộc sống có làm con hao gầy thì cha vẫn sẽ ở đây như là ông. Dù con có thất bại hay thành công, dù là mưa giông hay là nắng cháy, ngã rẽ hay là những vòng xoay, bão tố hay là những phong ba, thì cha sẽ mãi là. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối. Chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước mở rộng tim con. Bao dung như cha, trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời. Chỉ nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao, sao cha không ở cùng con lâu hơn. Vâng, con nợ cho mẹ một lời xin lỗi, và hip hop nợ cho mẹ một lời cảm ơn. Peace. Thí sinh tiếp theo là một người anh em bà con xa thôi. Thưa quý vị, nếu đã gặp gỡ Huỳnh Trấn Thành thì ngày hôm nay cùng chào đón Huỳnh Công Hiếu. Xin chào mọi người, mình là Huỳnh Công Hiếu. Mình là leader của Bạn Có Tai Mà. Tất cả mọi người đều biết mình với tên là Dick, nhưng tại sao mình lại lấy tên là Huỳnh Công Hiếu? Vì mình muốn tất cả mọi người nhìn nhận mình là một con người mới, là một thí sinh của rap Việt. Cái hành trình mà biết tới âm nhạc của mình, nó có 3 giai đoạn. Khi mà còn nhỏ thì mình rất là hay trốn mẹ đi trên net. Lúc đó thì mình được mấy bạn mình cho nghe nhạc rap, và mình đã yêu âm nhạc đó tới bây giờ. Lúc mà mình học đại học, vô tình mình gặp tai nạn và mình bị gãy hết vai và chân. Mình cảm thấy cuộc đời mình rất là tối tăm. Vô tình mình biết tới freestyle, mình nhận ra được là cuộc sống này cái quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Nên là những cái thứ âm nhạc mà mình viết ra đều là về tuổi trẻ. Bạn Có Tai Mà đối với mình, đó là tất cả niềm hy vọng của mình. Trước khi đến với Bạn Có Tài Mà, những người em của mình luôn luôn có một câu hỏi là liệu mình là ai và có thể tồn tại được trong giới rap này hay không. Nên là bản thân mình phải là người vững vàng nhất, phải cống hiến hết mình để cho những người em thấy được cái ngọn lửa đam mê của mình và đi cùng mình đến cuối chặng đường.
Đối với mình thì đối thủ lớn nhất cuộc đời của mình chắc là ba của mình. Vì ba của mình đã dành rất là nhiều khoảng thời gian để chăm lo tận tụy cho gia đình, sống trọn vẹn một cái cuộc đời của ông ấy. Dạ, và mình cảm thấy rất là may mắn khi mà có mặt tại Rap Việt mùa 3. Mình đến đây với tất cả niềm tự hào của ba, một trái tim của mẹ và ngọn lửa của bạn của ta mà. Mình là Huỳnh Công Hiếu, sống cho hết đời thanh xuân. Yeah. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Công Hiếu. Hôm nay rất vui vì được truyền hình công chiếu. Và lý do em đến đây để sống cho hết đời anh xuân cùng với mọi người. Chào là thấy chất rồi đấy. Vì sao đến mùa 3 em mới tham gia? Tại vì em phải lấy vợ ạ. Hôm nay có vợ em theo không? Dạ có. Lúc nào giờ em cũng ở bên cạnh em. Ok. Và hy vọng là hôm nay em sẽ có một phần trình diễn ấn tượng như cái cách em chào đầu nha. Cố lên nha. Hành trình của cha chỉ mới vừa bắt đầu. Ngày mà con được sinh ra, ngày mà mưa rơi lộp đợp trên nóc nhà, cha nhìn con mỉm cười giây phút ấy trong vòng tay mẹ như thể được ấp nôi. Lúc đó cha hiểu ra một điều là trách nhiệm hạnh phúc như thể cực gấp đôi. Cha cũng có nỗi niềm riêng, gặp bạn bè sẽ chẳng còn thường xuyên. Sáng đi làm bảo vệ, tối làm sườn in áo để in cho con những bình yên, và in cho con những giấc mơ đầu đời tô thêm mây và nắng mai. Dù ngày mai có thất bại nhưng mà chẳng bao giờ chắc chắn tay, vì cha đã có một thằng con như con bằng học sinh giỏi tiểu học chỉ đi khoe cấp sớm. Năm cấp 2 rồi năm cấp 3 với những chuyện công vụ trong căn nhà cấp 4. Lên đại học chạy ngang chạy dọc nhưng mà cha vẫn không ngừng cấp vốn. Cảm ơn vì những lần mắng, với những lời nhắn và gửi để con phiêu lưu khắp trốn. Cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối, điều lo trong dấu khi đã mãi quên đam mê để miền. Để con nó ấm cho chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió lời cha dẫn bước. Tôi đã từng ghét cha của mình, không như bao người khác. Ông giành lấy tất cả sự chăm chỉ, trả lại tôi sự lười nhác. Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học, còn ông giả vờ khỏe để dậy sớm đi làm. Chấp nhận sống cúi đầu và khom lưng để thằng con có những ngày thật huy hoàng. Và đã bao lâu rồi chưa được ngồi xuống, đã bao lâu rồi chưa về nhà ăn mâm cơm. Có một điều hiện tại con không muốn, đó là kim đồng hồ này đang xoay nhanh hơn thời gian, luôn là bánh xe tàn nhẫn. Cha đang chạy những cái nắng chưa vàng sậm, ký ức ùa về như một bức tranh toàn cảnh. Gửi một lời cảm ơn tới phía bên kia màn ảnh, hơn cả mây ngàn xa tít đằng núi cao Sài Gòn quận 8. Che đi những cơn bão, tuy là không sống cùng thời nhưng mà sẽ mãi là ánh sao của riêng một vùng trời. Không thể nói dùng lời, và hôm nay con lại viết thêm bài hát dành cho đứa con của con. Sau này dù ngày mai cuộc sống có làm con không gầy thì cha vẫn sẽ ở đây như là ông. Dù con có thất bại hay thành công, dù là mưa giông hay là nắng cháy, ngã rẽ hay là những vòng xoay, bão tố hay là những bông ba, thì cha sẽ mãi là. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối. Chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió lại cha dẫn bước. Mở rộng tim con bao dung như cha, trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời. Chỉ nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao, sao cha không ở cùng con lâu hơn. Vâng, con nợ cho mẹ một lời xin lỗi, và hip hop nợ cho mẹ một lời cảm ơn. Peace. Người đều xúc động sau cái tác phẩm vừa rồi, và hãy xem là khán giả bình chọn nhé.
95%. Chúc mừng bạn. Xin mời anh Thái nói trước đi ạ. Anh nghe các bạn á, I like storytelling music, you know. So I could relate to a story and I feel like being an artist you have to know how to tell your story and express how you feel to the world and I felt that. What's touching you, anh Thái? Cause your father too? I don't know, I just feel it, you know. I feel the soul in his music and his voice. Dạ, cảm ơn anh Thái. Điều Ray, đó là câu chuyện thật của bản thân em. Dạ, đó là câu chuyện thật của bản thân em ạ. Thực ra thì dạo gần đây thì anh cũng có chữa lành một vài vết thương cùng với lại ba của mình. So khi mà anh nghe cái tác phẩm vừa rồi của em, nó cũng touching một tí xíu và nó... The storytelling good, the cadence is good, tất cả mọi thứ em đặt đúng nơi đúng chỗ và làm cho cái bài nhạc nó rất là cảm động. Em cảm ơn anh. Pick ra đi. Đây là một bài dự thi mà em thấy rất là cảm xúc. Tại vì em biết Hiếu, ở trên mạng bạn ấy rất là gang, đấu freestyle cũng như là những cái track nó rất là hổ báo. Nhưng mà ngày hôm nay Hiếu đứng trên sân khấu rap một ca khúc mà cái chủ đề của nó rất là khó để mình khai thác. Bản thân em thế, khi mà em nói chuyện với bố em, luôn luôn có một cái cảm giác gì đấy nó rất khó. Mặc dù giữa hai cha con nó không có chuyện gì cả. Và ngay cả mình với con mình cũng vậy. Nhiều khi mình tức giận, mình mắng. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình nghĩ lại, mình bảo mình hoàn toàn có thể nói theo một cách khác để nó có thể nó hiểu mình hơn. Và ngày hôm nay được nghe câu chuyện của Hiếu, nó rất là cảm động. Cảm động hơn nữa khi mà em lại biết Hiếu là một người như nào. Yep. Cho anh hỏi là vì sao với những gì mà em đã thể hiện trước đó, nhưng hôm nay em lại đến với cuộc thi với một cái phong cách hoàn toàn khác như vậy? Dạ, đây là một sân chơi lớn và em không biết là em có cơ hội đi tiếp hay không. Nên là em dành cái cơ hội của mình để shout out, để cảm ơn cho cha của mình. Tại vì từ trước giờ em chưa bao giờ xin lỗi hay là cảm ơn cha. Tại vì em làm nhạc, em sống ở bên trong em nhiều hơn. Nên là em không thể thổ lộ ra ngoài được. Nên là em muốn dùng bài nhạc này để em gửi tới cha của em. Thực ra đây là một cái điều dũng cảm đấy. Tại vì không phải ai cũng dám nói ra những điều như thế này đâu. Yeah. Mặc dù mình biết là chúng ta vẫn luôn phải nói yêu thương nhau, nhưng mà không phải cứ muốn là mình nói ra được đâu. Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn nó để cho mọi người rất là nhiều cảm xúc. Andrew, mặc dù không lựa chọn nhưng chắc cũng phải... Yeah. Bài nhạc của em thể hiện rất là tốt về kỹ thuật, về cách rap. Nhưng mà cái kiểu rap storytelling với cả lyrical này không hợp với team của anh. Cho nên là anh rất tiếc anh không thể chọn em, nhưng mà em làm rất là tốt. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Mời Rick, em nghĩ sao về bài thi vừa rồi? Sao cha không, một bài hát anh rất thích và anh vẫn hay hàng ngày ở nhà. Đầu tiên anh muốn cảm ơn em, tại vì em đã mang nó lên sân khấu ngày hôm nay và thể hiện nó khá là tròn trịa và rất là tốt. Ít nhất là nó lấy nước mắt của anh là em hiểu rồi. Và cái thứ hai anh muốn chúc mừng ba mẹ em, bởi vì đặt cho em một cái tên như vậy và em đã thể hiện trên sân khấu ngày hôm nay cho ba mẹ em là một người con thực sự có hiếu. Và điều thứ ba, anh muốn chúc mừng vợ em đã có một người chồng như em. Tại vì sau tất cả những gì em kể nãy giờ, em là người rất biết ơn. Và đây là người đàn ông biết ơn, người đàn ông của gia đình. Mời Ti. Chắc em cũng hiểu về câu chuyện của Ti. Bố Ti cũng là một người mà bọn em rất là kính trọng. Bác ấy là một người mà rất là vì bọn em. Từ những ngày bọn em còn bé, còn chưa có tiền, mỗi lần lên nhà Ti thì bố Ti luôn luôn chiều tất cả các anh em. Muốn bật nhạc to nhà cũng được, cứ làm nhạc thoải mái. Và khá là buồn khi mà cách đây vài hôm bác có ngã bệnh. Và em biết là cái bài hát này sẽ chạm đến Ti khi mà... Xin chia sẻ điều này với lại Ti nhá. Em xin lỗi ạ. Không sao Ti. Anh đã từng như em. Anh đã từng không nhìn mặt bố anh những cái tháng ngày mà anh ở lứa tuổi thiếu niên và muốn chứng tỏ bản thân. Anh bỏ đi rất là nhiều ngày cho đến khi mà anh chứng minh được với bố anh là anh có thể thành công được trên con đường của anh chọn. Thì là ngày anh với bố anh mới có thể nói chuyện được với nhau sau nhiều năm. Đến lúc anh được làm bố thì anh mới hiểu được nhiều hơn nữa về những thứ mà những người bố đã dành cho chúng ta. Nhưng mà đến bây giờ thì chắc là bố anh. Monster rain and chase.
làm nhiều thứ về bố hơn. Nhưng mà đến bây giờ thì chắc là bố anh. Well, nhân đây thì Su muốn nói với Thi luôn là trong cả quá trình làm việc, Thi đã vừa lo cho gia đình, vừa chuẩn bị chương trình rất là kỹ lưỡng, chăm sóc cho tất cả các thí sinh và chăm lo cho bố ở trong bệnh viện. Thật sự là rất là thương Thi và dành một lời nể trọng tới Thi vì những gì mà Thi làm về tất cả mọi người. Thi được rồi. Anh chỉ muốn nói với mọi người là nếu mà chúng ta vẫn còn có thể kết nối được với bố, có thể nói chuyện bình thường được với bố, thì dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta hãy luôn luôn trân trọng khoảng thời gian vẫn còn bên những người thân gia đình của mình một cách bình thường. Yeah. Cảm ơn em, cảm ơn bài hát của em, cảm ơn câu chuyện của chúng ta đã chạm đến nhau. Em chúc cho bố của anh mau khỏe và sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn. Thank you. Thank you. Chúng ta có thời gian, bố mẹ chúng ta thì không. Cho nên là nếu có dịp thì chúng ta hãy cố gắng thể hiện nhiều hơn. Yuri có vẻ là chưa hết xúc động em ạ. Dạ, tại vì cái câu chuyện của bạn cũng khá là giống với lại của em. Em cũng về Mỹ, em thăm ba và cũng nhìn thấy là mình chỉ đi mới có vài năm thôi. Nhưng mà lúc quay về thì ba cũng lớn tuổi hơn rất là nhiều rồi. Đó là lý do vì sao có bài hát Cha Già Rồi đúng không? Dạ. Chúng ta vẫn luôn như thế mà, chúng ta vẫn luôn bỏ quên một cái gì đó. Ngay cả bản thân cũng vậy. Rồi đến một ngày nào đó các bạn sẽ nhìn vào gương, phát hiện ra là bản thân mình đã già rồi và có ít thời gian hơn để làm những điều mà mình muốn làm. Cho nên các bạn ơi, tôi nghĩ là cái thời gian là một trong những cái gì mà nó quý giá nhất ấy. Cho nên khi mình tranh thủ lúc mình còn trẻ, mình còn làm được, cố gắng làm hết những gì mà mình có thể làm để đừng nuối tiếc cái gì cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hội ý một chút để mang Hiếu về với đội phù hợp với bạn ấy. Thưa anh Thành, thì theo bây giờ bàn luận thì tụi em đang nghiêng về phía bên cánh trái hơn. Chúng ta nên gửi gắm về phe trưởng thành. Đây cũng không trưởng thành lắm, nhìn cái tóc. Cho nên em đang nghiêng về phía bên kia. Dạ, đồng ý á. Nhìn có vẻ trưởng thành hơn, tóc tai có vẻ ok. Nhưng mà thật sự thì em đang lấn cấn thôi. Giữa anh Thái thì em có nghe một số cái nhạc của ảnh trước đó, thì anh có thể hiện những cái đời sống về gia đình. Còn về B-Ray thì lại có sự kết nối về cái câu chuyện nhiều hơn. Cho nên that's why thì em đại diện hai người nhá. Xin mời. Thay mặt nhà hội nhà trai và hội nhà gái. Ok. Lặp lại. Theo hội nhà trai nhà gái, em quyết định bạn về. Em quyết định bạn về B-Ray. Đây cũng không trưởng thành lắm, nhìn cái tóc. Cho nên em đang nghiêng về phía bên kia. Dạ, đồng ý. Nhìn có vẻ trưởng thành hơn, tóc tai có vẻ ok. Sao mới đầu không nói vậy đó? Bực mình quá à. Chúc mừng Công Hiếu về với team B-Ray. Thank you, man. Thank you. Yeah, và ba đã làm được là con trai tương lai của ba. Và bài hát này tên là Huỳnh Kim Long, mình viết cho cả ba mình là Huỳnh Công Liêm và đảo ngược lại là tên con trai tương lai của mình, Huỳnh Kim Long. Yeah, và mình là Huỳnh Công Hiếu, đến từ bạn có tay mà sống cho hết để anh xuân. Ủng hộ cho mình nha anh em. Cheers.